Xin chào các bạn, mình là Lim Barber. Mình thật sự rất là yêu nghề tóc các bạn. Đối với mình thì nghề tóc là một cái nghề rất là đẹp. Nó đẹp ở chỗ là đây là một cái nghề mà mình gặp được rất nhiều người trong xã hội các bạn. Người giàu nè, người nghèo, người già, người trẻ, người thành công, người thất bại, người đã từng phạm pháp mà trở về với xã hội, người nổi tiếng như là ca sĩ, diễn viên, rất nhiều, rất nhiều. Mình làm nghề càng lâu á thì mình càng gặp nhiều người. Có phải là rất ít nghề nào được như vậy, đúng không các bạn? Khi mình gặp được nhiều người như vậy á thì mình lại học được rất là nhiều cái kiến thức. Cứ mỗi khách hàng họ lại dạy cho ta một cái bài học. Giống như là khi mình cắt cho một học sinh vậy đó, thì nó dạy cho mình về kiến thức hiện tại trong trường, giống như là bây giờ tụi nó đang học như thế nào, có khác với mình ngày xưa hay không. Rồi mình cắt cho một anh làm ngân hàng đi, thì anh dạy cho mình hiểu hơn về tài chính, về dòng tiền. Biết đâu sau này là khi mình ra mở tiệm mà không đủ vốn thì cái anh ngân hàng lại hỗ trợ cho mình vay vốn. Có khi là liền cắt cho một cái chú làm tài xế xe khách đường dài các bạn, thì chủ chỉ cho mình rất là nhiều cái địa điểm tốt nè, những cái quán ăn ngon nè mà chú đã từng đi qua, mà chú chỉ cho mình để có dịp nào đó mình đi với gia đình hay đi với bạn bè thì mình lại ghé vào những cái quán đó. Cái điều mà vi diệu trong cái nghề tóc á là gì mà các bạn biết không? Đó là cái khách hàng mà khi họ xem bạn là một người bạn á, họ sẽ tâm sự với bạn một cách rất là chân thành. Có những chuyện họ không chia sẻ với vợ họ, không chia sẻ với gia đình, không chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng họ sẽ chia sẻ với người thợ cắt tóc. Đó là cái sự vi diệu của nghề tóc. Nên mình cảm thấy là thật sự mình rất là yêu cái nghề tóc.